đang theo dõi tác phẩm Mặt Thật của tác giả Bùi Tấn, được thực hiện bởi ban biên tập trang web vietsu.org năm 2023. Người đọc Vũ Đình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Sự kiện Siam Reap. Các bậc sáng lập ra chủ nghĩa Mác Lênin quên khuấy không dạy kỹ về xây dựng một nền dân chủ thực sự trên cơ sở một xã hội dân sự có đầy đủ quyền công dân, nên các nước xã hội chủ nghĩa hiện thực vừa khan hiếm hàng tiêu dùng, vừa khan hiếm tự do. Khan hiếm tự do bình đẳng trong mọi nước, nên quan hệ quốc tế của họ ắt cũng khan hiếm tự do và bình đẳng. Đó là quan hệ anh em, bố mẹ nghèo bảo hai anh em chia đều quả chuối, thì người anh đã tinh ranh lấy ngón tay chặn làm cỡ, chỉ cho chú em được cắn một mẩu nhỏ. Cái kiểu các Stalin giơ ngón tay út để trừng phạt Tito, cái kiểu quân đội Liên Xô kéo ồ ạt vào Budapest, Hungary hồi năm 1956. Khách không mời mà đến, rồi ở lại hoài hoài. Đến bao giờ? Chuyện vỉa hè ở Budapest nói rằng chỉ đến khi họ tìm thấy ai mời họ vào. Cái kiểu bộ đội Việt Nam vào Campuchia rồi ở lại 10 năm. Cái kiểu Đặng Tiểu Bình tháng 2 năm 1979 cho quân xông vào các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Điều phản ánh chuyện lộn xộn bát nháo trong một gia đình lớn không có nề nếp đạo lý, đầy hà hiếp bất công. Nó mang tính tất yếu. Đặng Tiểu Bình cư xử như một người anh, nọc chú em ra đánh mấy roi lằn mông vì chú đã hà hiếp thằng em nhỏ mà anh ta đang cưng. Cũng là để trả thù gián tiếp, người anh cả Liên Xô đã nện anh ta đau bên sông Isuri hồi nào. Vì thế, chủ nghĩa Mác Lênin với học thuyết chuyên chính vô sản, đấu tranh giai cấp, quan hệ quốc tế vô sản, thành cổ máy nghiền, xéo nát tự do trong mọi nước, cũng nguyền luôn cả chủ quyền của các nước anh em, các nước đồng minh của nhau. Sự kiện Siem Reap in dấu ấn rất đậm vào mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, cũng như trong quan hệ giữa hai nước. Chuyện xảy ra vào hồi năm 1984, nếu sự nhớ lại của tôi không nhầm, lúc ấy, ông Lê Đức Thọ, người chịu trách nhiệm về tình hình Campuchia trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, còn thường xuyên ở Phnom Penh, trong một biệt thự ở sao điện Chamkamon, bên bờ mé sông Mekong. Ông Lê Đức Anh là tư lệnh của lực lượng quân tình nguyện, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của các đơn vị bộ đội Việt Nam ở Campuchia. Giúp ông về quân sự là tham mưu trưởng Hoàng Hoa, từng là cố vấn quân sự cho đoàn đại biểu Việt Nam tham gia thương lượng với phía Hoa Kỳ ở Paris do ông Xuân Thủy cầm đầu. Ông Lê Đức Thọ làm cố vấn, trên thực tế là lãnh đạo chùm lên hai đoàn của ông Xuân Thủy và bà Bình. Chính ông Lê Đức Thọ đã có ý kiến đưa ông Hoàng Hoa, tên thật là Hồ Quang Hóa, vào ban chấp hành trung ương trong đại hội đảng năm hồi cuối năm 1982 và cử ông sang Campuchia với quân hàm thiếu tướng. Một tương lai thành đạt lớn mở ra cho ông Hoàng Hoa thì sự kiện Siem Reap xảy ra. Hồi đó quân Khmer Đỏ phần lớn đóng ở vùng sát biên giới Thái Lan. Bỗng trong nhân dân Siem Reap có tin đồn Khmer Đỏ đã có cơ sở ở nhiều nơi trong tỉnh. Nhiều người trong chính quyền Phnom Penh làm việc cho Khmer Đỏ. Họ gọi đó là chính quyền hai mặt, ngày làm cho Phnom Penh, đêm làm cho Khmer Đỏ. Tình hình trở nên căng thẳng, nghi ngờ nhau lan rộng. Một hôm ở đơn vị 479, quân tình nguyện, anh nuôi, một thanh niên Khmer đến tự thú rằng anh vốn là cán bộ xã, đã trót làm việc cho Khmer Đỏ. Cán bộ quân báo cơ quan tham mưu của đơn vị liền hỏi cung thật kỹ, vì chợt được người trong chính quyền hai mặt đây rồi. Anh ta kể trong chuyến đi buôn ở biên giới,
Bọn Khmer Đỏ bắt giữ anh và ép làm việc cho chúng. Anh đã trót dại, nay xin báo cáo với bộ đội Việt Nam. Những điều anh kể về lính Khmer Đỏ là hoàn toàn đáng tin cậy. Cán bộ quân tình báo ở bộ chỉ huy quân tình nguyện ở Phnom Penh được báo cáo chuyện này liền phóng về Siem Reap bài mưu tính kế khai thác thêm. Thế là anh luôn được phóng lên lại vùng biên giới, nhập lại vào hàng ngũ Khmer Đỏ để lấy tin tức cho bộ đội Việt Nam. 3 tuần sau, anh trở lại Siem Reap báo cáo cho cán bộ quân báo Việt Nam. Tình hình khẩn cấp, Khmer Đỏ đã đưa về vùng Bắc Siem Reap 800 khẩu súng có 20 khẩu cối. Chúng đã tạo được chính quyền hai mặt ở các huyện và đặc biệt ở cơ quan cấp tỉnh đã có hơn 20 cán bộ nhận làm việc cho chúng. Lúc ấy là tháng 4, chúng định tháng 8 sẽ nổi dậy cướp chính quyền, ngoài đánh vào, trong khởi nghĩa. Anh kể rằng viên trung đoàn trưởng của trung đoàn 2, sư đoàn 906 Khmer Đỏ đã tín nhiệm, cử anh làm trưởng ban bảo vệ của trung đoàn, luôn mắt phỏng bên cạnh trung đoàn trưởng và chính ủy. Do đó anh nghe được những điều cơ mật hai người bàn bạc với nhau. Lời báo cáo này ăn khớp với lời đồn loan truyền trong nhân dân rằng Khmer Đỏ đang chuẩn bị tiến công lớn. Chúng đã lót ổ được những kho súng trong nhiều xã và trong chính quyền ở huyện và tỉnh. Khmer Đỏ đã có một số nhân mối. Anh nuôi lại được phái trở về hàng ngũ địch làm tiếp nhiệm vụ đúng tuần sau. Trong một trận đánh ở phía tây thị xã Siem Reap gần hồ Tonle Sap, bộ đội Việt Nam bắt được 6 tù binh Khmer Đỏ, trong đó có một đại đội phó. Sau một số biện pháp nghiệp vụ của quân báo Việt Nam, tên này khai rõ những nội dung gần khớp với báo cáo của anh nuôi. Cuối cùng, cán bộ quân báo của bộ chỉ huy ở Phnom Penh trực tiếp khai thác tù binh để thẩm tra lại một lần nữa và khoái chí thấy đã nắm được chắc phương án hành động của địch. Một kế hoạch phá phủ đầu địch trước khi chúng kịp hành động được vạch ra. Được bộ chỉ huy ở Phnom Penh duyệt, việc làm đầu tiên là tìm cho ra bọn cán bộ hai mặt ở cấp tỉnh. Hai cán bộ khả nghi ở nông nghiệp và ti văn hóa tỉnh bị bắt giữ. Sau mấy ngày khai thác bằng biện pháp nghiệp vụ, họ thú tội, viết ra giấy và ký tên, họ khai thêm đồng bọn. Thế là hàng loạt người bị bắt, cho đến khi trưởng ti giáo dục, trưởng ti giao thông, phó chủ tịch ủy ban hành chính tỉnh, chánh vẳng văn phòng tỉnh ủy, thường vụ anh ủy bị bắt. Xe cơm măng ca của bộ đội Việt Nam đến đâu là các cơ quan tỉnh khiếp sợ. Một không khí khủng bố bao trùm, ai cũng có thể là tay sai của Khmer Đỏ, ai cũng có thể bị các sĩ quan Việt Nam bắt đưa vào một khu rừng rồi bắt tin. Cho đến khi bí thư tỉnh ủy, người cán bộ được coi là cấp cao nhất trong tỉnh cỡ lớn Siem Reap, nơi có khu đền Angkor Wat và Angkor Thom cổ kính, tự sát. Khi thấy chiếc xe của bộ đội Việt Nam đi vào cổng cơ quan, rồi vị sĩ quan Việt Nam nghiêng trang bước lên thềm theo sau hai chiến sĩ mang súng tiểu liên nghe, ông bí thư tỉnh ủy mất bình tĩnh, giọng run run hỏi lại: "Các ông bảo tôi đi, nhưng tôi xin hỏi Trung ương Đảng, tôi có biết chuyện này không? Sao bên bên không có ý kiến gì với tôi?" Viên sĩ quan Việt Nam thúc giục: "Có hay không ông cứ đi theo tôi, rồi tất cả mọi chuyện sẽ rõ." Ông bí thư tỉnh ủy liền nói: "Được, xin chờ chút xíu, cho tôi lên phòng tôi một chút thôi." Ông bước lên thang gác vào phòng, khóa chặt cửa. Chỉ một lát, một tiếng súng nhỏ nổ đanh. Phá cửa vào, người ta thấy ông bí thư tỉnh ủy nằm trên giường, áo quần chỉnh tề, cà vạt ở cổ, đầu quẹo sang một bên, máu từ thái dương đang chảy ra. Khẩu súng ngắn còn ở đầu giường, trên bàn một mảnh giấy: "Các đồng chí bộ đội Việt Nam làm sai. Tôi và các đồng chí của tôi là người cách mạng trung thành, Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia muôn năm."
được tin nghiêm trọng này, người của Bộ Nội vụ Chính phủ Hun Sen tới, chuyên gia Việt Nam cấp cao thuộc đủ các ngành, nội vụ, an ninh, tham mưu, quân báo, kiểm soát, thanh tra đến. Kết luận khá nhanh, tất cả hơn 40 người bị bắt đều không ai có tội gì cả. Khmer Đỏ chắc hẳn được cố vấn Tàu bài vẽ đã dựng lên một cái bẫy để bên ta đánh bạn mình. Anh chàng Moon ngờ nghịch hay chính là người của Khmer Đỏ thực hiện âm mưu gây rối trong quan hệ Việt Nam Khmer. Sai lầm lớn thuộc quân báo, bộ đội Việt Nam vì ham thành tích đã mớm cung cho tù binh. Các biện pháp nghiệp vụ chính là dùng tra tấn nhục hình tinh vi, không cho ngủ, tra hỏi liên tục làm tinh thần cực kỳ căng thẳng, bắt nhịn đói, nhịn khát, rồi giữ thú nhận thì cho ăn, cho uống, cho đứng vào thùng khuy sắt lớn, gõ ở ngoài cho đinh tai nhức óc không sao chịu nổi, kiểu chúa ngục côn đảo, kiểu KGB, kiểu Stasi ở Cộng hòa Dân chủ đất cũ, kiểu Việt Nam sáng tạo, tổng hợp các kiểu, rồi lấy thú nhận ép người này buộc người kia nhận tội tiếp. Điều rõ nhất là họ đã làm theo kiểu thịnh hành thời Stalin. Điều nghiêm trọng hơn nữa là trong khi tra hỏi, các sĩ quan Việt Nam tha hồ, chửi bới, miệt thị cả dân tộc Khmer người ta, đồ này đồ nọ, và quan trọng gấp bội là phía Việt Nam tự ý làm hết cả, không hề báo tin và không mãi mai bàn bạc gì với chính phủ và đảng bạn cả. Chủ quyền của bạn bị các bạn quý láng giềng bỏ túi, hết trọi. Chuyện vỡ lở làm nổ rất mạnh khắp vùng Xem Rẹp và cả thủ đô Bơm Bên, rồi lan ra cả nước. Bực tức, hoán giận và khinh thường. Sao cán bộ cấp cao của bộ đội Việt Nam lại nhẹ dạ ấu trĩ, bị Khmer Đỏ dễ dàng đưa vào tròng đến vậy? Vì sao họ lại bộc lộ tinh thần khinh thị dân tộc, xúc phạm danh dự của người Khmer đến thế? Hà Nội lo sợ phát hoảng lên, tìm cách yếm nhẹm việc này. Tính đến chuyện xuất ông bí thư Lê Duẩn sang xin lỗi nhận tội, nhưng sao thấy có vẻ hơi ổn, họ phái ông đại tướng Chu Huy Mân, ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của quân đội sang nhận lỗi, xoa dịu phía Campuchia. Hai viên tướng chỉ huy mặt trận 479 ở phía Tây Campuchia bị kỷ luật, hạ xuống đại tá và trở về quân khu 7. Viên đại tá quân báo của Bộ Tư lệnh Quân tình nguyện trực tiếp làm vụ này bị đuổi ra khỏi đảng, đuổi ra khỏi quân đội, đuổi về Việt Nam, lãnh tội nặng nhất cùng với 6 sĩ quan quân báo khác. Thiếu tướng Hoàng Hoa, tham mưu trưởng quân tình nguyện bị kỷ luật, đưa ra khỏi ban chấp hành trung ương đảng, hạ xuống cấp đại tá, về thủ đức Sài Gòn nhận nhiệm vụ hiệu trưởng trường lục quân 2, chuyên đào tạo sĩ quan cho các đơn vị ở phía Nam. Hai vị ở chốt bu lẽ ra là phải chịu trách nhiệm lớn nhất, Lê Đức Thọ, Lê Đức Anh thì lại yên ổn, không ai đụng đến, chỉ nhận thiếu sót là để cấp dưới làm sai, viện cớ rằng lúc ấy đang đi vắng, đi chữa bệnh, về nước họp, vân vân và vân vân, đã thành lệ. Có hai thước đo về trách nhiệm và kỷ luật, một cho cấp trên và một cho cấp dưới, và khi khen thưởng nhận thành tích thì cũng có hai thước đo khác nhau, chế độ độc đoán nào chả vậy.